À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần gọi là các loại chuẩn trong chế tạo máy. Khái niệm chuẩn là gì? Thì người ta khái niệm chuẩn như sau, người ta gọi chuẩn là tập hợp những cái đường điểm, những cái bề mặt của một chi tiết mà người ta căn cứ vào đó để xác định vị trí của các đường, các điểm hoặc là bề mặt khác. Đây ví dụ các bạn nhìn cái hình này, đây là hình chiếu đứng, này hình chiếu bằng nè. Đó thì hình chiếu đứng ta có cái lỗ này, lỗ vuông lên chỗ này nè, kích thước là E nè. Đó, đứng trên nhìn xuống đây. Bây giờ mới đặt ra câu hỏi là cái lỗ vuông này nè. Đó, giờ chế tạo cái lỗ này vị trí nó nằm đâu ha? Tức là gì? Cái lỗ này nó cách cái bề mặt trên này nè là bao nhiêu? Chính là h. Đó, vậy là gì? Cái mặt trên này nè ha, mặt này. Tôi gọi là mặt bên hông trên nè là mặt số 2 nè, đó, làm chuẩn để mình đo kích thước, lấy mặt này làm chuẩn đo kích thước đạt cái kích thước H này nè. Đó, mình đánh dấu, mình vạch dấu, thấy chưa? Rồi ví dụ như cái lỗ vuông này nè, lỗ vuông E này nè, nó cách bên so với cái mặt bên trái mặt một này nè bao nhiêu, thì mình có phải lấy mặt một này làm chuẩn mình đo qua. Đó, vậy là gì? Chuẩn là gì? Chẳng qua là những cái đường điểm bề mặt ha, mà người ta căn cứ vào đó để xác định các cái đường điểm bề mặt khác, căn cứ vào mặt số 2 này để xác định cái mặt lỗ trên này nè, căn cứ vào mặt số 1 này để xác định mặt lỗ bên trái này nè. Đó, hoặc một ví dụ khác ở đây mình thấy một có một cái khối trụ lồi lên như vậy đó, thì người ta mới hỏi là cái tâm của khối trụ này đó, mình định vị như thế nào, mình lấy chuẩn từ đâu. Đây cũng tương tự như bên đây, thì cái tâm của khối trụ này nó cách cái mặt số 2 này, đây là Q nè, và cách mặt số 1 này là B nè, đó, kích thước B đó. Từ hai kích thước này mình sẽ xác định được cái tâm của cái khối trụ này. Đó, như vậy gọi là chuẩn ha, là những cái đường điểm bề mặt, để căn cứ vào những cái đường điểm bề mặt đó xác định những cái đường điểm bề mặt khác. Rất là dễ. Rồi, một cái lưu ý là gì? Các cái đường điểm bề mặt này á ha, là bản thân của chi tiết đó hoặc là của cái chi tiết khác. À, cái ví dụ này á, là các cái đường điểm bề mặt, ví dụ như là bề mặt số 2 này nè, bề mặt 2 La Mã này nè và bề mặt 1 La Mã này, nó cùng thuộc cái chi tiết này. Đó. Một ví dụ khác, ví dụ như nó có một chi tiết khác ha, ví dụ mình gắn lắp ghép một cái chi tiết khác lên đây ha, thì cái chi tiết lắp ghép lên đây nè nó cách bề mặt 2 này nè bao nhiêu và cách bề mặt 1 này bao nhiêu đó, thì mình cũng làm tương tự, thì lúc đó cái chi tiết mình đặt lên đây nè, đặt để gắn ghép lên đây nè, đó, nó là chi tiết khác ha. Đó, thì chuẩn để xác định cái chi tiết đặt lên đây nó thuộc cái chi tiết này, còn cái chi tiết mà cần xác định vị trí nó là chi tiết khác. Đó. Không nhất thiết là các cái đường điểm bề mặt làm chuẩn là của cùng một chi tiết nha các bạn. Rồi, bây giờ ta qua cái phần thứ hai, đó là phân loại chuẩn ha, ta xem coi trong ngành chế tạo máy ta có các loại chuẩn nào. Thì đối với chuẩn á, thì người ta phân làm hai nhánh chính các bạn, đó là chuẩn thiết kế và chuẩn công nghệ ha. À, thì tôi sẽ nói sơ qua ha, tí nữa mình sẽ nói cụ thể. Chuẩn thiết kế là thường người ta sẽ dùng trong quá trình thiết kế. Trong quá trình thiết kế nghĩa là sao? Là giống như lúc mình vẽ vẽ bản vẽ thiết kế nè, AutoCAD nè, hoặc là vẽ vẽ kỹ thuật đó. Còn chuẩn công nghệ là cái những cái chuẩn mà mình dùng trong quá trình gia công ha, chế tạo, sửa chữa, lắp ghép. Ở chuẩn công nghệ thì trong cái chuẩn công nghệ này người ta là chia làm bốn chuẩn ha. À, tôi nói sơ trước, tí nữa mình sẽ học cụ thể từng chuẩn và có những ví dụ để mình phân biệt rõ ràng. À, thì trong cái chuẩn công nghệ này ta có các chuẩn nè, thứ nhất là chuẩn điều chỉnh ha, thứ hai là chuẩn gia công hay chuẩn định vị, thứ ba là chuẩn đo lường và thứ tư là chuẩn lắp ráp. À, trong cái chuẩn gia công này ha là cực kỳ quan trọng nè, trong bốn chuẩn này thì chuẩn gia công rất là quan trọng, thì chi tiết mình chế tạo ra có chính xác hay không là phụ thuộc vào cái chuẩn này ha, rất là lớn. À, trong cái chuẩn gia công này người ta là chia làm hai chuẩn các bạn, đó là chuẩn thô và chuẩn tinh ha. Chuẩn thô, chuẩn tinh là người ta gọi tắt thôi, chứ gọi đầy đủ là chuẩn định vị thô, chuẩn định vị tinh. Ở trong cái chuẩn tinh này người ta là chia làm hai loại, đó là chuẩn tinh chính và chuẩn tinh phụ. Đó, các bạn nắm sơ như vậy. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể từng loại chuẩn ha, và định nghĩa từng loại và có cái ví dụ minh họa cụ thể để mình hiểu rõ hơn. Đây, đầu tiên là mình đi cái phần thứ nhất, đó là chuẩn thiết kế. À, người ta định nghĩa chuẩn thiết kế là gì? Là những cái chuẩn mà dùng trong quá trình thiết kế. À, ví dụ trong quá trình thiết kế nè, tôi vẽ cái trục này. À, các bạn đây là một cái bản vẽ cái trục trục bậc. À, gồm có ba đoạn, đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Thì để ghi kích thước ha, để thông báo cho cái người chế tạo biết ha, là cái kích thước của cái trục này nó như thế nào, thì ta có nhiều cách ghi kích thước. Ở đây người ta ghi kích thước, người ta căn cứ vào cái bề mặt A bên trái này.
Đó, ví dụ xác định cái kích thước cái chiều dài bậc này, bậc nhỏ này nè, bên trái này nè. Ví dụ như thì A1 đây, ví dụ A1 này là 50 đi. Đó. Đây đây, biết đoạn trục là chiều dài 50. Bây giờ, rồi, ví dụ như để thông báo cái kích thước này nè, đó cái đoạn này. Đó, hoặc là lấy mặt A này làm chuẩn thì kích thước từ mặt A này nè cho đến mặt bên đây, mặt bậc bên đây. Đó là A2 đi chẳng hạn. Ví dụ chẳng A2 này là 150. Ở đây A1 là 50 rồi, A2 150, vậy là mình có thể suy luận ra. Đó, cái đoạn này là 100. Thấy à? Đó. Thì trong thiết kế và trong gia công ha, nó có những cái chuẩn ha, có thể là khác nhau. Ví dụ trong thiết kế người ta sử dụng cái này, nhưng mà trong gia công người ta lại không sử dụng cái chuẩn A2 này. Đó, ở mặt A này mà người ta chuẩn chuẩn mặt này, người ta sẽ gọi là quy đổi ha, từ cái chuẩn thiết kế sang chuẩn gia công. Tại vì khi mình đo thiết kế, người ta đo từ khi gia công, người ta đo từ cái mặt này nè qua mặt này dễ hơn. Đó. Thì các bạn sẽ được học chuyên sâu ở các cái phần tiếp theo sau. Rồi, ví dụ như cái thằng kích thước A3 này cũng lấy mặt A làm chuẩn nè, thấy chưa? Khi thiết kế ta lấy mặt A làm chuẩn, ví dụ A3 này kích thước là 200 đi, 200. Thì thằng này 50, thằng này 100, thằng này 50. Đó, mình suy luận như vậy. Rồi, hoặc là khi thiết kế đây là cái bánh răng con này các bạn. Đó, thì để thể hiện cái kích thước cái góc côn alpha không? Thì người ta sẽ kéo dài ha, hai đường kính cái đường kính dòng chia này nè, kéo dài ra cắt nhau tại ô. Đó. Thì người ta ghi cái góc côn này. Và lưu ý một điều lưu ý á, là đối với chuẩn thiết kế á, thì có thể là chuẩn thực hoặc là chuẩn ảo. Chuẩn thực là sao? Là những cái bề mặt đường điểm mà mình có thể sờ nắm nó được ha. Ví dụ bề mặt A này là nếu ta có chi tiết thực, ta hoàn toàn có thể lấy tay sờ vào mặt A này, biết vị trí, cảm nhận được cái bề mặt A này. Nhưng đối với cái hình này, đối với cái chi tiết này, cái góc côn này đó, thì mình không thể, nếu mà chi tiết thực của mình không thể xác định được, không thể biết được ha, cái không thể gờ được ha, sờ được cái góc alpha này ha, người ta sẽ phải sử dụng các cái dụng cụ đo mới biết được. Đó. Thì đây người ta gọi là chuẩn ảo các bạn ha, chuẩn ảo. Rồi, lưu ý là gì? Trong thiết kế thì có thể dùng chuẩn thực hoặc chuẩn ảo, tại vì mình vẽ trên bản vẽ mà. Nhưng mà trong gia công á, tí nữa tôi sẽ nói ha, trong gia công thì mình không được phép dùng chuẩn ảo nha các bạn. Này nói rồi rồi cái chuẩn thứ hai đó là chuẩn công nghệ ha. Chuẩn công nghệ là nhánh thứ hai. Chuẩn công nghệ này thường là dùng trong gì, trong lĩnh vực gia công nè, chế tạo nè, lắp ghép nè, kiểm tra sửa chữa nè, đó vân vân đó, gọi là chuẩn trong trong quá trình sản xuất đâu đó. Thì chuẩn công nghệ là gì? Là chuẩn được dùng trong quá trình chế tạo nè, gia công chi tiết nè, hay sửa chữa chi tiết nè, vân vân, lắp ghép chi tiết nè, vân vân. Thì chuẩn công nghệ người ta là chia ra làm các loại như sau. Đầu tiên là chuẩn gia công hay còn gọi là chuẩn định vị. À, có nhiều sách người ta gọi cái chuẩn này là chuẩn định vị hay gọi chuẩn định vị hơn. Cái loại thứ hai đó là chuẩn điều chỉnh. À, chuẩn điều chỉnh. Loại thứ ba đó là chuẩn đo lường và loại thứ tư đó là chuẩn lắp ráp. Đó thì trong cái chuẩn công nghệ này ta có bốn loại chuẩn này. Thì mình đi xét cụ thể từng loại nè. Đầu tiên là chuẩn định vị ha, hay còn gọi là chuẩn gia công. À, người ta định nghĩa chuẩn định vị là gì? À, chuẩn định vị á, là cái chuẩn mà dùng để xác định vị trí tương quan giữa các bề mặt của đường điểm của chi tiết trong quá trình gia công cơ. Và chuẩn định vị luôn luôn là chuẩn thực. Ví dụ nè các bạn xem nè, đây tôi cho ví dụ này các bạn hiểu liền nè. Ví dụ tôi có một cái khối nè, khối hình hộp chữ nhật như này đó. Khi tôi đúc ra nó có hình hộp như như này. Bây giờ tôi muốn phay cái mặt trên này đi cho nó nhẵn bóng ha, lúc mới đúc ra nó sần sùi đúng không? Sáu mặt nó sần sùi và kích thước nó chưa chính xác, tôi muốn phay nó đi cho chính xác thì tôi chọn cái bề mặt đáy dưới nè, đó làm chuẩn, người ta gọi là chuẩn định vị đó. Xong tôi mới để lên chi tiết, để lên cái bàn đồ gá hoặc là cái bàn máy, kẹp nó lại rồi xong tôi cho dao phay ha, quay cắt bớt đi, hớt bớt đi một lượng dư đó. Thì lúc dao phay này cắt hớt đi một lượng dư thì cái bề mặt nó sẽ nhẵn bóng đó. Vậy là gì? Cái chuẩn định vị là cái chuẩn mà nó nằm trên chi tiết nha các bạn, nằm trên chi tiết này, bề mặt mà tiếp xúc với đồ gá hoặc là tiếp xúc với cái máy của mình đó. À, bề mặt của chi tiết tiếp xúc với đồ gá hoặc là tiếp xúc với máy ha. Các bạn lưu ý nha, một tí nữa nó có một số cái chuẩn nếu mà mình không hiểu kỹ nó gần na ná nhau ha, là mình dễ bị lộn. Thấy chưa?
Đây là chuẩn định vị. Chuẩn định vị, nhắc lại một lần nữa, chuẩn định vị là cái chuẩn nó nằm trên bề mặt chi tiết, mà bề mặt đó sử dụng làm chuẩn, nó sẽ tiếp xúc ha với đồ gá hoặc là bàn máy ha, để giữ cố định chi tiết của ta. Cái chuẩn định vị nó lại chia làm hai loại các bạn, đó là định vị thô hoặc là chuẩn định vị tinh. Trong cái chuẩn định vị tinh này, người ta lại chia làm hai loại: chuẩn tinh chính ha, chuẩn định vị tinh chính hoặc là chuẩn tinh phụ, gọi tắt như vậy. Thì các bạn xem nè, đây là định vị thô nè, chuẩn định vị thô nè. Thì chuẩn định vị thô á, nó cũng là chuẩn định vị, nhưng mà nó thô là sao, là cái bề mặt của mình á ha, chưa được gia công ha. Bề mặt là dùng để làm chuẩn định vị, nó chưa được gia công. Đây ví dụ cái chi tiết tôi hình hộp chủ nhật, đây tôi mới đúc ra, tất cả sáu mặt này đều là thô, đều là còn sừng sùi, nó chưa bằng phẳng hẳn. Thì tôi bắt buộc phải chọn một bề mặt nào đó làm cái chuẩn định vị để tôi gá lên trên máy nè ha. Đó, tôi gá lên trên máy nè, không, gá lên trên máy nè, tôi kẹp chặt nè, rồi sau tôi gia công. Đó, như vậy là gì, cái chuẩn mà tôi chọn đầu tiên á ha, đến là chuẩn định vị thô. Đây, chuẩn định vị thô thường là chuẩn được dùng lần gia công đầu tiên nha các bạn, tại vì mình gia công đầu tiên cái bề mặt này nè, thì bắt buộc tất cả lúc mình chưa gia công tất cả đều là thô hết mà, cho nên mình chọn một mặt chắc chắn mặt đó nó sẽ là thô, bề mặt làm chuẩn chưa được gia công. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi, cái chuẩn định vị tinh thì cũng giống như chuẩn định vị thô, nhưng mà cái bề mặt mình lựa chọn để làm chuẩn định vị á, nó đã qua gia công rồi ha, qua gia công cơ rồi, tức là bề mặt đó bằng phẳng, ngon lành hơn rồi ha, ngon lành hơn rồi. Vì tôi quay 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 lại ví dụ này, ví dụ này, hồi nãy tôi nói là cái bề mặt đúng không, các chi tiết tôi mới vừa đúc ra sáu mặt cái hộp này nè, nó đều thô hết, tôi chọn một mặt tôi làm chuẩn định vị thô ban đầu, tôi phay cái mặt trên này đi nè, phay mặt trên. Sau khi phay mặt trên này xong, mặt này nó đã tinh, đã bóng rồi, đó, đã bằng phẳng rồi, thì tôi chọn bề, tôi lật ngược chi tiết lại, tôi chọn bề mặt này làm chuẩn định vị tinh nè, tôi lật chi tiết này lại, tôi quay 180 độ lại, tôi lấy cái bề mặt này làm chuẩn định vị tinh, tôi để nó nằm lên trên bề mặt đồ gá hoặc là bề mặt bàn máy nè, đó, tôi kẹp chặt lại, tôi gia công cái mặt dưới này, khi đó mặt dưới này nó đã quay lên trên nè, tôi gia công. Như vậy lúc đó cái bề mặt hồi nãy ta vừa mới gia công xong này nè, không, bây giờ ta chọn nó làm cái bề mặt định vị, làm chuẩn định vị, thì cái bề mặt đó được xem như là chuẩn định vị tinh. Đó, đơn giản vậy thôi, nói một cách nôm na dễ hiểu là chuẩn định vị tinh là chuẩn định vị mà cái bề mặt nó đã qua gia công, đã tinh. Tiếp theo, trong cái chuẩn định vị tinh này á, người ta lại chia làm hai loại các bạn, đó là chuẩn tinh chính và chuẩn tinh phụ. Bây giờ tôi nói chuẩn tinh chính trước. Chuẩn tinh chính là gì, là cái chuẩn tinh mà nó dùng trong gia công lẫn trong lắp ráp. Dùng trong gia công lẫn trong lắp ráp nghĩa là sao, các bạn xem nè. Đây ví dụ, đây là cái bánh răng các bạn, đây là cái bánh răng nha. Bây giờ tôi muốn gia công cái bánh răng này thì á, tôi phải làm cái lỗ A này nè, cái lỗ A này và các cái răng này ha, bề mặt đồ vân vân đó. Thì khi tôi gia công cái lỗ này xong rồi, tôi muốn cắt cái răng này nè ha, thì tôi lấy cái bề mặt A này ha làm chuẩn định vị để tôi gia công cái bề mặt răng này. Thì lúc đó người ta sẽ về mặt công nghệ đó các bạn, người ta sẽ dùng một cái chụp gá, các bạn, người ta xỏ vô đây, người ta chống tâm hai đầu đó, người ta tiện cái bề mặt ngoài này, rồi người ta sẽ phay răng này. Thì lúc đó cái bề mặt ngoài này nè và răng phay này nó sẽ đồng tâm với cái mặt lỗ trụ này nè. Đó, vậy là gì, dùng mặt A này để định vị để gia công cái răng và cái bề mặt ngoài này. Đồng thời khi mà cái bánh răng này đem đi xài, đem đi lắp ráp sử dụng á, có phải bánh răng này khi mình lắp lên cái trục này đó, thì cái mặt A này nè nó lắp vô cái trục này đúng không, thì lúc đó cái bề mặt A này lại làm mặt phẳng chuẩn để lắp ráp nữa. Như vậy là gì, đây chính là bề mặt A này chính là chuẩn tinh chính, nó vừa dùng trong gia công ha, và đồng thời dùng trong lắp ráp đó, các bạn lưu ý nha. Có một số trường hợp là người ta một số bề mặt á, người ta dùng để chuẩn định vị đó đó để gia công thôi, nhưng mà lúc lắp ráp để hoàn thiện cái cụm máy hoặc cái bộ phận máy á, thì người ta lại không dùng những cái mặt chuẩn định vị đó để lắp ráp. Ví dụ này, ví dụ tôi có một cái trục này, tôi muốn tiện các cái bực này, thì thường á
là người ta sẽ chống tâm hai đầu này để tiện các cái bậc này. Khi chống tâm hai đầu này để tiện các bậc này á, thì nó có một cái ưu điểm là gì? Thứ nhất là mình gá đặt nó nhanh. Thứ hai là gì? Nó làm cho các cái bậc này nè, ba cái bậc này nó đồng tâm ha, rất đồng tâm với cái tâm này. Đường nối giữa hai cái lỗ lỗ tâm hai đầu này. Đó, nhưng sau khi mình đem đi xài á, nó dùng lắp obi đồ vô đây á, là cái lỗ này nó không lại không 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 sử dụng để lắp ghép nữa. Đó, cho nên là gì? Lúc này người ta gọi cái chuẩn này ha là chuẩn tinh tinh phụ. Đó. Tiếp theo. Đây, chuẩn tinh phụ là chuẩn tinh mà chỉ dùng trong gia công mà không dùng trong lắp ghép nha các bạn. À, học một ví dụ khác nè. À, ví dụ khác nè. Ví dụ tôi có một cái này các bạn biết cái gì không? Là cái bê tông á, cái đầu bê tông á. Đây. Thì để tiện cái đường kính ngoài này nè, đó hoặc là mặt đầu này nè, đó. Thì tôi sẽ định vị vô cái bậc này nè, cái bậc mặt B này nè. Đó, mặt B này là một cái bậc lỗ ha. Và mặt đầu A này nè, đó. Người ta sẽ cho một cái ắc qua đây, người ta sẽ làm một cái cần rút đây các bạn. Ha, tựa vào mặt B và mặt A này, người ta rút xong ta tiện. Thì sau khi tiện xong đồ rồi ha, cắt rãnh đồ rồi thì đem này lắp ráp để xài á, thì người ta không có dùng gì tới mặt A với mặt B này nữa. Thì cái mặt A mặt B này là chuẩn định vị ha, chuẩn tinh phụ ha, chuẩn tinh phụ. Đó. Tiếp theo cái chuẩn kế tiếp là chuẩn điều chỉnh ha, chuẩn điều chỉnh hoặc có một số sách người ta gọi là chuẩn khởi sức ha, chuẩn khởi sức. Thì đây là cái chuẩn là những cái bề mặt có thực trên đồ gá hoặc là bàn máy dùng để điều chỉnh vị trí dụng cụ cắt so với chuẩn gia công. Đây ví dụ này các bạn, đây ví dụ đây là cái bàn máy nè, không thì cái bề mặt trên này nè chính là chuẩn điều chỉnh ha. Bàn máy hoặc là ví dụ đồ gá, nó thì thường cái đồ gá người ta lắp trên bàn máy, thì để đơn giản tôi nói trên cái bàn máy này đi. Đây đó, thì người ta dựa vào đây để người ta xác định ha, dụng cụ cắt đây, vị trí dụng cụ cắt đây đó. Ví dụ tôi muốn phay á, trở lại cái bài tôi muốn phay một cái khối hộp chủ nhật đây nè, hồi nãy đó đạt kích thước khác, thì tôi phải chỉnh con dao đây nè, cái vị trí con dao này cắt cái bề mặt này nè, đạt kích thước khác ví dụ h 100 đi, là tôi chỉnh cái từ vị trí con dao này tới cái mặt bàn máy này là đúng 100. Vậy khi tôi đặt chi tiết, khi tôi chỉnh cái con dao này lên xuống rồi xong ha, cái hoặc là cái bàn máy này chạy lên chạy xuống đạt kích thước khác này rồi, tôi lock kê nó lại không cho nó lên xuống nữa, không cho con dao này chạy lên xuống nữa hoặc là không cho bàn máy này chạy lên xuống nữa. Đó. Xong tôi chỉ bỏ chi tiết, tôi cho nó chạy dao chạy ngang qua hoặc bàn máy chạy ngang, mang chi tiết chạy ngang qua. Đó. Thì lúc đó cái này ha, cái bề mặt bàn máy người ta gọi là chuẩn điều chỉnh, các bạn lưu ý nha, chuẩn điều chỉnh. Hồi nãy cái chi tiết mình đặt lên đây nè, cái bề mặt tiếp xúc giữa chi tiết với bàn máy này mà bề mặt trên chi tiết á, người ta gọi là chuẩn định vị, còn cái bề mặt bàn máy người ta gọi là chuẩn điều chỉnh. Đó. Thấy chưa? Tiếp theo là chuẩn đo lường. Đó, chuẩn đo lường là gì? Là những cái bề mặt hoặc là đường điểm có thực trên chi tiết mà ta lấy đó làm gốc để đo vị trí bề mặt cần gia công. Đây các bạn xem cái ví dụ nè. Bây giờ tôi muốn tôi có qua cái chi tiết hình chủ nhật, đồng thời nó có cái bậc chỗ này các bạn. Đó, thì cụ thể là tôi cho kích thước cụ thể là ở đây là kích thước H lớn nè là 100 nè. Đó, và kích thước H nhỏ này 50 nè. Đó. Bây giờ cái này chia đi chia đôi ra. Thì chuẩn đo lường là sao? Ví dụ ở đây nó có nhiều chuẩn đo lường. Ví dụ như tôi phay cái mặt này mà tôi đo từ dưới đây nè, tôi lấy cái mặt dưới này nè, đó, tức là mặt chuẩn định vị này nè. Tôi đo lên luôn, đúng 100 cũng được, đó là một phương án, tức là tôi đo theo H lớn. Phương án thứ hai, tôi biết cái bậc này rồi. Ha, tôi biết cái bậc này rồi, ví dụ cái bậc này nè, từ đây tới đây là 50 đi. Cái này tôi đã gia công ở một cái nguyên công trước rồi. Đó, giả sử cái bậc từ đây tới đây là 50. Vậy là tôi chỉ cần tôi không cần đo theo H này. Ví dụ như tôi có cái thước cặp nó ngắn quá, chiều dài nó không đủ này. Đó, thì tôi đo từ đây tới đây thôi. Ví dụ như thước cặp của tôi nó đo nó chỉ đủ kích thước này thôi, thì tôi lại lấy bề mặt này làm chuẩn đo lường. Tôi đo lên có phải từ đây lên tới đây đúng 50 là cũng đạt kích thước này đúng không? Đó. Nếu như ha, trường hợp nếu như kích thước dưới đây mình đúng. Ví dụ dưới đây nè, kích thước từ mép này nè xuống mép này đúng 50 thì đúng chính xác 50 rồi, thì mình đưa đây lên đây đúng 50 nữa thì nó vẫn ok. Ha, nhưng mà một số trường hợp á, thì cái kích thước này nè. Đó, giả sử nó có sai số thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước H lớn này.
Nếu như kích thước hắt nhỏ này mình gia công đúng 50 thì kích thước hắt lớn này nó lại bị ảnh hưởng bởi cái kích thước này. Đó thì cái này tôi sẽ phân tích sau. À, tiếp theo là cái chuẩn lắp ráp các bạn. Chuẩn lắp ráp là gì? Chuẩn này cực kỳ dễ, là những cái bề mặt đường điểm mà nó dùng để xác định vị trí tương quan của các cái chi tiết khác nhau trong quá trình lắp ráp sản phẩm. À, ví dụ nè, ví dụ tôi muốn lắp cái bánh răng này đúng không, vô cái trục này đó, thì ví dụ cái bánh răng này muốn lắp vô ngay giữa cái trục này nè đó, ví dụ cái trục này chiều dài này là từ đây đây là 100 đi đó, cái bánh răng này ví dụ như là bề bề rộng nó là 20 đi đó đúng không, cái này 120 về 80 đúng chưa, là ta còn 80 80 ta chia đôi ra, là ví dụ tôi lấy chuẩn từ đây nè, từ mép này nè, tôi đo vô đây 40 đó, tôi đánh dấu vị trí đó, tôi mới lắp bánh răng này vô đúng vị trí đó, thì cái bánh răng mình nó sẽ nằm ngay giữa đó, rồi cái bề mặt này chính là chuẩn lắp ghép ha. À, hoặc là cái bề mặt A này lắp vô cái trục này, thì bề mặt A này ha lắp đồng tâm với cái trục này đó, thì mặt A này cũng là chuẩn lắp ghép à, hoặc là chuẩn lắp ráp đó. Như vậy là gì, tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn sơ lược về các cái loại chuẩn trong cái môn kỹ thuật chế tạo máy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón nhận các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.